thù, bắt cóc tống tiền táo bạo để nổi danh trong giới giang hồ. Em cứ làm theo yêu cầu trong giấy đi. Tôi không muốn đổi với tính mạng của chồng tôi. Tôi làm sao có thể đưa tiền cho các anh đây? Trả lại mạng sống cho anh ta. Cháu nói cho chú biết đi, ai đã nhờ cháu tặng hoa? Không đạt mục đích thì cũng giết con mồi bằng được để thể hiện danh tiếng băng nhóm Cú Vọ. Sự hoành hành tàn ác của băng nhóm Cú Vọ đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với ban chuyên án. Đã nhảy đến, thoát khỏi bọn họ. Cứu tôi với, đừng bắn, cứu tôi với. Một người đàn ông không thể tha thứ được là gì? Đó chính là một người không có súng khí. Có lần tôi đã nhìn thấy chính học sinh của mình bị người khác cưỡng bức, vậy mà tôi không có phản ứng gì. Thời gian, nhân lực, vật lực của cảnh sát không có nhiều để bảo vệ hết những con mồi mà Cú Vọ đưa vào tầm ngắm. Ai nổ súng đấy? Ai nổ súng vậy? Tôi không còn đường về nữa rồi. Không được manh động, lập tức rời khỏi đó. Ý anh là sao? Tôi biết cậu đang ở đâu và biết cậu muốn làm gì. Những mất mát hy sinh, những cuộc đấu trí tuệ và cả những tổn thất niềm tin trong ngành cảnh sát. Anh nên hiểu rõ một điều. Nếu anh chậm trễ một phút, thì cô Địch Tuyết Phi hiện đang nằm trong tay tôi cũng sẽ mất đi một phút đó. Thường Trinh. Quý vị và các bạn đón xem 25 tập của bộ phim Trung Quốc Cú và Diều Hâu vào lúc 20:10 hàng ngày trên kênh NTV.